nếu bạn nhận lời thách đấu với Christine Hà và chiến thắng, thì bạn sẽ được cơ hội đặt cách vào top 10 của MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên. Em quyết định là sẽ ở lại để nấu ăn hôm nay. Yeah! Thời gian của các bạn bắt đầu. Chị nghĩ là cái cocktail cua này của em, cái cua nó bị nấu lâu quá. Với cái cocktail sauce thì nhiều khi dùng làm chua quá. Xin lỗi, em không có vào cái top 10 được. Là như vậy á, em sẽ không vào top 10 của MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên. Nhưng có nghĩa em vẫn không sao, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn em. Cứ no cùng bạn nấu ngon như vua đầu bếp.